Ok, xin chào các bạn và cảm ơn các bạn những video của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game với tên là Hero Strike 3v3 Mobile Việt Nam. Thì đây là một tựa game do Việt Nam làm. Thì tựa game này đã trải qua một giai đoạn thử nghiệm khá là dài rồi. Thì khoảng một tuần nay tựa game này chính thức ra mắt. Thì ok, hãy cùng mình khám phá tựa game do Việt Nam làm như thế nào nhé. Bắt đầu. Thì mình đang ở chế độ chơi chế độ kiểu như là đấu thế giới. Ở chế độ này thì chúng ta được free hết cả những kỹ năng tướng. Đấy. Bây giờ mình sẽ chơi một kiểu như là chơi một vị tướng legendary là mắc nhất luôn á, và bộ kỹ năng legendary luôn đấy, để xem sức mạnh của tựa game này như thế nào nhé. Bắt đầu. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi nhặt mấy cục xanh này kinh nghiệm nhé các bạn, để lên cấp để có được kỹ năng khá là giống với những tựa game khác. Đấy nha, để bắt đầu quá, mình chỉ còn level 2 mà lấy chiêu phun lửa thôi, mình ăn chắc à. Bố mày điên lên, bố mày phun lửa nè. Đấy, cái chiêu phun lửa chiêu legendary mà nhìn nó khỏe lắm các bạn à. Ôn thi kéo cả ba vậy, ồ kéo hai á cũng được. Đấy về ăn máu đã. Và hãy xem sức mạnh combo của kỹ năng của kỹ năng legendary đây, phun lửa. À dạ, phun lửa, trời phun lửa bá chưa. Lướt tới nè, lại đây mày, lại đây. Mày lại đây mày nè, phun lửa nè. Ây da, lụm máu. Và nhiệm vụ chính chúng ta phải nhặt ngôi sao nhé, ai nhiều ngôi sao hơn chúng ta sẽ thắng. Vào đây ăn máu đã, nâng phun lửa lên. Lại đây mày ngôi sao tím tuyệt vời. Mày legendary rồi, mình sẽ tiếp tục phun lửa tiếp. Phun lửa chết luôn, chết queo luôn. Trời, chi phun lửa khỏe lắm các bạn à. Khi chúng ta hết máu chúng ta có thể về bệ đá cổ chúng ta hồi máu nhé, không cần phải đi ăn máu đâu. Đấy, loại hai về tuyệt vời. Hui, quỷ kia KS ghê ấy. Ui, ăn mạng của mình ghê ấy. Ây da, mình gần chết rồi. Ui, chết queo luôn. Nhưng mà không sao, thắng rồi. Easy. Ui, mình giết 10 luôn rồi các bạn. Chân chân. Ok, hồi nãy mình chơi Legendary rồi, thì mình sẽ chơi một con vị tướng tím nhá. Kiểu như hiếm á, thấp hơn Legendary một bậc. Đây, chỉ có một cơ duy nhất thôi, một tím. Mình sẽ chơi bộ kỹ năng là bá nha. Mình thấy bộ kỹ năng hồi nãy là bá lắm rồi. Đây đi. Ok, chơi. Hồi nãy con kia cầm rìu, con thì con này cầm kiếm. Đấy. Tựa game này có rất là nhiều điểm trừ các bạn à, như là ít chế độ chơi. Nãy giờ các bạn thấy không, tựa game này có đúng một chế độ này không, chứ giờ nhặt sao thôi, không còn chế độ nào khác cả. Trừ tựa game này trải qua một giai đoạn thử nghiệm khá là dài rồi. Tiếp tục là phun lửa. Phun lửa đi. Một mạng nè. Hai mạng, ôi. Được hai mạng à. Bộ tay lên chạy. Ui nó cán rồi, chạy đi. Mày. Ui 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 ui. Mày. Oh no. Chết
Chạy 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 máu, chạy máu. Phun lửa. Tuyệt vời. Để bộ anti trước rồi mình nhảy ra nha. Bộ anti và mình nhảy xuống. Chém. Một mạng. Ôi hết hết chiêu hết chiêu hết chiêu. Ây da, ây da, hai kia nó chém mình đau quá. Bộ anti chạy. Ok, em có phun lửa rồi. Phun lửa. Đấy, hai mạng liền. Nhảy vô đầu, bộ ti lên, chém. Ok. Chém tiếp. Ê, ngồi sao tím, chạy, 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 chạy. Ây da, bắn đâu quá, ây da. Xong vô. Bộ ti, phun lửa. Ok, hai mạng. Ba mạng của mình. Ok, triple kill. Mày có thể về nhà bơm máu đây. Đấy. Wow. Bốn tí lên, chém, chém. Ây da, hết mạng. Hết đạn mới ghê chứ. Phun lửa nè. Trời, phun lửa đam to kinh khủng luôn bạn à. Mình giết bao nhiêu mạng mình không biết nữa. Easy chưa? Thôi 15 mạng các bạn à, kinh khủng. Ok, hồi nãy mình chơi một con vị tướng vàng rồi, một vị tướng tím rồi. Bây giờ thử chơi một vị tướng thường như thế nào nhé. Mức cân bằng vãi. Đây chế độ đấu thế giới ai ai cũng như ai á. Mà nó còn OP như thế rồi. Còn ở đấu thường thì sao nhờ? Ai nhiều tiền hơn người đó thắng rồi. Còn gì nữa? Ui là cấp 5 rồi. Ok, một vị tướng thường nào. Vị tướng nào đây các bạn ơi? Này đi ha, chị mặc dễ thương nè, robot nè. Đây, kỹ năng rất là quan trọng luôn. Mình sẽ chơi một kỹ năng gì đây nhờ? Thật sự mình chả biết kỹ năng nào xịn, kỹ năng nào dở cả. Mình chỉ nhìn theo màu sắc thôi. Thêm bơm đi, tiện này giống bơm, cầm bơm nè. Cái gì nữa nhờ? Đây đi, thử đi. Ok. Để xem con này bộ kỹ năng như thế nào. Bơm nảy các bạn à, bơm nảy. Nảy. Ui, mọi đứng xa các bạn ơi, đứng gần chết á. Ôi, một mạng rồi kìa. Ui, mình bấm đại cũng trúng nữa. À, cái chiêu một của con này là đặt cái bơm ở dưới chân. Đây nè. Đấy. Ui, đứng máy luôn, phải thiệt. Con này là chiêu gì đây? À. Bắn đạn hình quạt. Ơ, có thể đứng spam vậy thôi nhờ. Đâu cần làm nhiều đâu. Máy đứng spam thôi. Đứng spam vô thôi. Mình sẽ đặt cái bơm này. Đấy. Ơ, con kia làm gì dưới rồi? Cứ thế mà ăn mạng thôi nhờ. Bơm nè. Ui, bốc hơi luôn các bạn à. Kinh khủng chưa? Legendary.
cứ vừa chạy vừa bắn thôi nha. Hey hey hey. Ê, đặt bom nhầm rồi. Đù, mình gần chết rồi bạn ơi. Mình phải ăn máu là nhanh thôi. Ôi, đã bật kêu luôn rồi kìa. Thắng rồi, đã thắng rồi, cái này dễ nha. Vô đây hết em ơi. Wow. Thật là kinh khủng. À, cái bát hình quạt của mình cứ gây choáng nữa. Mình nãy giờ mình không biết luôn á. Choáng nè. À, hết giờ. Hey, chết một mạng hơi phí nhưng mà không sao. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin nhắc lại, đây là một tựa game do người Việt Nam làm có tên là Hero Style. Nếu các bạn thích thì có thể tải về trải nghiệm. Và tựa game này dưới 100 hơi thôi, rất là nhẹ. Còn bây giờ, bye bye.